Chào mừng anh chị đã đến với Piano Moza. Trước đây, phong trào học piano không chuyên tại Hòa Bình còn chưa phát triển. Các bạn muốn học piano, các bạn phải theo học trường chuyên nghiệp hay lên Hà Nội mới học được. Hiếm lắm, một số gia đình muốn cho con học piano hay sắm cho con mình một cây đàn piano thật không phải là dễ dàng. Là một người yêu âm nhạc, yêu cây đàn piano, tôi thấu hiểu được piano mang lại cho con người, nhất là trẻ em. Tôi mong muốn rằng mở rộng phong trào học piano tại Hòa Bình. Tại Piano Gia, chúng tôi đặt ra cho mình một sứ mệnh: biến ước mơ âm nhạc của tất cả mọi người trở nên một cách dễ dàng nhất. Chúng tôi mong muốn đưa những cây đàn piano tốt nhất tới những gia đình Việt, mang bộ môn piano tới tất cả các bạn trẻ trên mọi miền của Tổ quốc. Piano quả thật rất tuyệt vời. Âm nhạc nói chung và bộ môn piano nói riêng, đó là liều thuốc giúp cho bộ não chúng ta được cân bằng hơn, nhất là các trẻ em học tốt hơn, giỏi hơn trong các bộ môn khoa học. Tôi mong muốn rằng mọi người ở Hòa Bình đều nhận được điều tuyệt vời nhất của piano mang lại. Trong quá trình làm việc, tôi gặp rất nhiều phụ huynh hay các bạn học viên rất yêu bộ môn piano, nhưng các bạn lại sợ học piano khó hay mua một cái đàn piano rất đắt tiền. Sợ sau này không có năng khiếu, các bạn không theo được học bộ môn piano. Tại Piano Gia, chúng tôi thấu hiểu được những khó khăn của khách hàng, của quý vị phụ huynh hay các em học sinh. Chúng tôi mong muốn rằng đưa những giải pháp tốt nhất để giúp các bạn chinh phục được bộ môn piano một cách dễ dàng nhất. Tầm nhìn của chúng tôi trở thành doanh nghiệp hàng đầu cung cấp những giải pháp tốt nhất, toàn diện nhất cho các gia đình. Chúng tôi cung cấp đầy đủ các giải pháp cho khách hàng như đào tạo, cung cấp đàn piano tốt nhất, sửa chữa, nâng đời, bảo dưỡng, thu âm, tổ chức sự kiện. Đến với Piano Gia, các học viên được cung cấp những kiến thức, những phương pháp học tập tốt nhất, những giáo trình hiện đại nhất, giúp các em có môi trường học tập tốt nhất từ các thầy cô giáo được đào tạo tại các trường chuyên nghiệp. Tôi thấy rằng học piano các bạn chỉ cần hai yếu tố: một là đam mê, hai là kiên trì. Các bạn thấy không, 99% thiên tài là do tập luyện, 1% là do bẩm sinh. Tại Piano Gia, chúng tôi thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, những chương trình biểu diễn nghệ thuật nhằm giúp các bạn được học hỏi, giao lưu và được thể hiện mình trên sân khấu lớn với những tác phẩm của các bạn đã được học tại cơ sở Piano Gia Hòa Bình. Tôi mong rằng Piano Gia Hòa Bình trở thành nơi ươm mầm cho tất cả các bạn. Dù các bạn có hay không theo chuyên nghiệp, tôi tin rằng âm nhạc sẽ trở thành hành trang cho các con sau này, để các con trở thành những công dân không chỉ tài giỏi mà có đam mê, cảm xúc và lòng nhân ái. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn tại Piano Moza Hòa Bình, địa chỉ 333 đường An Dương Vương, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Quý vị và các bạn có thể inbox hoặc gọi điện thoại cho chúng tôi theo số điện thoại 0985 730 167 hoặc tham khảo thêm thông tin về chúng tôi trên trang web www.pianomoza.com. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại!